Sinh con thuộc 6 con giáp này, cả đời gặp may, giàu sang vô đối, tiền bạc ùn ùn kéo về gia đình. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị và các bạn sức khỏe dồi dào, tài lộc hanh thông, vạn điều như ý. Quý vị thân mến, theo quan niệm tâm linh của người Việt ấy, thì con cái là của trời cho. Vậy nên không có gì đáng ngạc nhiên khi mà một em bé sinh ra ấy, đều ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của cha mẹ. Có những em bé trời định sẽ mang lại cái số mệnh quý nhân, không chỉ được hưởng cái phúc phận trời ban mà còn có thể đem lại cái may mắn cho cả gia đình. Chính vì vậy, có thể khẳng định cái thời điểm sinh em bé cũng ảnh hưởng rất lớn đến cái cuộc sống của em bé sau này. Bởi mỗi con giáp đều mang một cái tính cách và mang một cái vận may khác nhau. Theo các chuyên gia tử vi học cho biết, có 6 năm được coi là năm hoàng đạo. Những em bé nào mà được sinh ra vào những cái năm này thì chính là thiên tử. Sau khi lớn lên thì rất là thông minh, sáng dạ. Nhờ hồng phúc của em bé mà đường công danh, sự nghiệp và tài vận của cha mẹ như được chắp thêm một đôi cánh, ngày càng hanh thông, tốt đẹp và viên mãn hơn. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sinh con thuộc 6 con giáp này, bố mẹ rước thần tài về nhà, cả đời gặp may, giàu sang vô đối. Theo tử vi học phương Đông ấy, thì ngày, tháng, năm sinh âm lịch đều ảnh hưởng trực tiếp lớn đến số mệnh của mỗi em bé. Có những cô cậu vừa mới lọt lòng đã quyết định sẵn được cái cuộc sống giàu sang phú quý, cả đời được ấm êm. Không chỉ thế, những đứa bé này còn mang đến cái tài lộc mà may mắn giúp bố mẹ đổi đời, làm ăn phát đạt, phất lên như diều gặp gió. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi để biết những con giáp nào khiến bố mẹ không cần phải quá vất vả mà vẫn giàu sang phú quý, phúc lộc đầy nhà. Một là em bé tuổi Thìn. Thì ngay từ khi lọt lòng, những người cầm tinh con rồng ấy đã được trời phú cho cái phẩm chất cao sang, giàu sang phú quý, luôn được quý nhân dốc lòng phù trợ. Những người tuổi rồng thì vốn dĩ là những người thông minh, mạnh mẽ, cương trực, nên là có cái tố chất lãnh đạo và luôn theo đuổi cái mục tiêu tới cùng. Và với nhiều cái ý tưởng tuyệt vời của mình, họ đã làm nên những cái điều phi thường khiến cho những người khác phải kiêng nể và thán phục. Các cô bé, cậu bé tuổi Thìn thì luôn được quý nhân phù trợ ở mọi phương diện của cuộc sống, từ tiền tài đến tình yêu, đặc biệt là những em bé sinh vào tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 7 và tháng 8 âm lịch. Và nếu may mắn mà sinh trúng vào những ngày mùng 1, mùng 10, ngày 20 và ngày 30, thì cả đời sẽ được hưởng ấm no hạnh phúc, giàu sang phú quý, phúc lộc đời nhà. Những đứa trẻ này thì đa phần là những người mà có số học hành giỏi giang, ngoan ngoãn, lớn lên thì có sự nghiệp thành đạt, hứa hẹn có cuộc sống hạnh phúc và ấm no. Thứ hai là em bé tuổi Mão. Thì tự thân tuổi Mão từ khi sinh ra đã thông minh, ôn hòa, điềm tĩnh và gặp khá nhiều cái may mắn trong cuộc sống. Khi mà họ gặp những khó khăn, những thử thách trong công việc cũng như là trong cuộc sống lẫn gia đình, thì những điều may mắn đã xua tan những cái điều dữ. Mọi chuyện rồi cũng sẽ được sớm trở về cái quỹ đạo tốt lành. Không những tự thân những người tuổi Mão gặp nhiều may mắn, mà những em bé tuổi Mão ấy, ngay từ khi sinh ra đã mang đến cho cha mẹ chúng những cái niềm vui, cái sự hạnh phúc vẹn đầy. Tuổi này thì từ nhỏ đã rất là hiểu chuyện và biết nghe lời, hiếm khi làm một cái chuyện gì khiến cho ba mẹ phải lo lắng và buồn phiền. Quá trình lớn lên là một trong những chặng đường dài mà những cô bé, những cậu bé này học cách trưởng thành trong cái cuộc sống. Sinh con tuổi Mão thì cha mẹ có thể yên tâm vào những cái chuyện khác mà không phải lo lắng quá nhiều cho chuyện con cái. Bởi khi đứa trẻ này được sinh ra thì trung vận và hậu vận của những người làm cha làm mẹ thì đã định là ngồi hưởng cái phúc trời ban. Gia đạo thì yên ấm, sức khỏe thì dồi dào, tiền tài thì rủng rỉnh. Chỉ cần tận hưởng cái cuộc sống lúc về già mà thôi. Tuổi Mão nếu mà sinh vào các năm 1999 là Kỷ Mão, 2011 là Tân Mão và 2023 là Quý Mão thì sẽ mang lại nhiều may mắn cho cha mẹ. Nhất là về sức khỏe, gia đình lúc nào cũng được an vui và yên ấm. Thứ ba là em bé tuổi Ngọ. Thì những em bé, những đứa trẻ mà cầm tinh con ngựa ấy, thì mang trong mình cái tính cách độc lập, hào sảng, linh hoạt, thích ứng nhanh với cái sự thay đổi đột ngột trong cái cuộc sống. Họ luôn biết biến cái thách thức trở thành cái cơ hội để thể hiện cái sức sống mạnh mẽ, kiên cường của mình. Đây cũng chính là cái con giáp mà tài phúc song toàn nhất trong 12 con giáp. Những cô cậu tuổi Ngọ ấy, thì thường có những nét tính cách đặc điểm giống nhau. Họ thích tự do, ngao du, thử thách từ công việc này đến công việc khác. Họ luôn chạy theo những con đường riêng do chính mình lựa chọn. Đây cũng chính là con giáp đứng trong top 1 trong những cái việc vừa tài giỏi lại vừa có phúc. Luôn biết tận dụng mọi may mắn để biến cái thách thức thành cái cơ hội trong cuộc sống. Những em bé mà thuộc cái con giáp này thì luôn đặt cái tình cảm của gia đình lên hàng đầu. Đấy, cố gắng làm mọi việc để xây dựng cái cuộc sống được ấm no, hạnh phúc và mang đến nhiều cái phúc lộc cho gia đình. Những người tuổi Ngọ thì rất may mắn và thành đạt. Ngay cả khi không sinh ra trong cái gia đình giàu có thì họ cũng luôn rất nhiều tham vọng. Bất kể là nam hay nữ thì cái điều đó mang lại cái hy vọng lớn nhất cho cả gia đình.
Những em bé mà thuộc con giáp này thì sẽ giúp cho gia đình được sung túc, được thịnh vượng và mang đến cái phước lành cho cả gia đình. Đặc biệt là với những em bé mà sinh năm 2014 ấy, là tuổi Giáp Ngọ ấy, thì thực sự là một em bé mà có cái tương lai đầy cái hứa hẹn tốt đẹp. Tiếp theo thứ tư là những em bé tuổi Dậu. Đứa trẻ tuổi Dậu luôn có sự rực rỡ và cao quý và vinh quang. Và tất nhiên trong số những con giáp mang lại cái may mắn cho cha mẹ thì không thể thiếu những em bé tuổi Dậu. Những đứa trẻ mà cầm tinh con gà thì thường là những người thông minh, tài giỏi. Trong mệnh thì có chứa kim, tức là tiền tài được hanh thông, phúc lộc thì không hề nhỏ. Thì ngoài ra những đứa trẻ mang lại cái sự thịnh vượng và thúc đẩy cái may mắn và tài lộc của cha mẹ, nhất là những người làm ăn kinh doanh buôn bán, thì sinh con tuổi Dậu được ví như là hổ mọc thêm cánh. Tài vận thì hanh thông, thoáng đạt, khiến cho những người khác phải ngưỡng mộ. Những đứa trẻ tuổi Dậu sinh vào các năm 2005 là Ất Dậu hoặc 2017 là Đinh Dậu thì mang lại nhiều cái may mắn và tài lộc về cho gia đình. Cuộc sống thì ngày càng được tốt đẹp và giàu sang phú quý. Thứ năm là những em bé tuổi Tuất. Thì những người tuổi này từ lúc nhỏ đến lúc lớn ấy, thì đều là rất là lanh lợi, sáng dạ và có con mắt tinh tường, nhìn thấu mọi vấn đề ở những cái khía cạnh mà người khác không để ý đến. Nhờ vào phúc đức có được ấy, họ hay gặp được cái may mắn hay được quý nhân tương trợ giúp đỡ, nên có chuyện khó khăn ấy, thì rồi cũng sẽ sớm được ổn thỏa. Họa thì cũng sớm chuyển thành phúc, hung thì cũng sớm hóa cát. Tuổi Tuất lúc nhỏ thì có thể vất vả và chịu nhiều cái thiệt thòi hơn người khác, nhưng về trung vận trở đi thì lại gặp nhiều cái hanh thông trên con đường sự nghiệp và danh lợi của mình. Đa phần những người tuổi Tuất thì trưởng thành sẽ rất là thành công, sống trong cái nhung lụa và được bao người trọng vọng. Nếu mà sinh con tuổi Tuất thì tiền tài địa vị của các bậc cha mẹ như là cá gặp nước, như diều gặp gió, chỉ có lên mà không có xuống. Những đứa trẻ tuổi Tuất sinh ra vào cái năm 2006 là Bính Tuất và 2018 là Mậu Tuất thì sẽ giúp cho cuộc sống của cha mẹ được thuận lợi và có cuộc sống tốt đẹp hơn nghìn phần. Đó là những em bé tuổi Tuất. Tiếp theo thứ 6 chúng ta sẽ đến là những em bé tuổi Hợi. Thì những em bé tuổi Hợi là những người rất thích độc lập với cuộc sống của mình. Từ khi còn bé thì các em bé này đã có ý chí sinh tồn mạnh mẽ mà không cần phải dựa dẫm nhiều vào cha mẹ. Thì đa số những em bé này thì có cái tính cách độc đáo và vô cùng sáng tạo. Bất kể làm việc gì thì chúng cũng làm nhanh hơn những người khác. Nhờ vậy mà thành công đến với chúng khá là sớm. Dù không phụ thuộc vào gia đình ấy, nhưng mà chúng lại yêu thương bố mẹ vô cùng. Bất kể cuộc sống có đẩy đưa thế nào thì những em bé tuổi Hợi luôn tâm niệm là phải phụng dưỡng và chăm sóc cha mẹ đến hết cuộc đời. Các bé tuổi Hợi thì nhìn chung là những người tài giỏi xuất chúng, đã vậy lại còn luôn gặp cái may mắn trong cái vấn đề về tài chính. Chính bởi vậy mà chúng luôn là cái niềm tự hào của cha mẹ, của cả gia đình. Sở dĩ những người tuổi Hợi liên tiếp gặp những chuyện may mắn trong cái cuộc sống là do có phúc tinh chiếu mệnh, chuyển nguy thành an, gặp hung hóa cát, gặp chuyện lớn thì hóa nhỏ, nhỏ thì không có. Đặc biệt là những em bé mà sinh vào các ngày mùng 8, ngày 18 và ngày 28 âm lịch, hoặc là các tháng tháng 1, tháng 2, tháng 4, tháng 11 và tháng 9 âm lịch ấy, thì cái cuộc sống lại càng được sung sướng. Gia đình thì trong ấm ngoài êm, tài vận thì thuận buồm xuôi gió và có số làm quan to và hưởng nhiều cái phúc lộc. Đó là em bé tuổi Hợi. Quý vị thân mến, con cái chính là cái tài sản lớn nhất của cha mẹ. Bởi vậy, ngay từ khi bắt đầu lập gia đình ấy, cho tới khi mà tính đến cái chuyện sinh con đẻ cái, thì chắc chắn bất kỳ ai thì cũng đều có những cái câu hỏi như là tuổi của mình thì nên sinh con tuổi nào, hoặc là sinh mấy con là hợp lý, hay mình nên sinh con vào tuổi nào để hợp mệnh, vân vân. Sinh con tuổi nào để được gia đình hòa thuận và gì hạnh phúc viên mãn, sum vầy, ắt tài tụ lộc. Để giải quyết cái nỗi lo cũng như để giải đáp những cái thắc mắc của quý vị, thì trong chương trình ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn những cái giải đáp những cái thắc mắc này. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. 12 con giáp thì nên sinh mấy con và sinh con tuổi nào thì hợp lý? Thứ nhất là với những người tuổi Tý thì nên sinh một con. Tuổi Tý là con giáp thủy chung, sống trung thực và có trách nhiệm đối với gia đình của mình. Tuy nhiên tuổi Tý là những người giàu tình cảm nên dễ bị xúc động, rối loạn khi mà gặp những khó khăn, gia đình thất bát và hay xảy ra chuyện cãi vã. Do đó những người tuổi Tý chỉ nên sinh một con, đứa con sẽ giúp những người tuổi Tý điều chỉnh cái cảm xúc vui vẻ và mạnh mẽ hơn. Tập trung nuôi dạy vào một con ấy thì sẽ giúp tuổi Tý lẫn đứa trẻ được phát triển một cách tốt hơn trong tương lai. Thứ hai là tuổi Sửu, có thể sinh càng nhiều con càng tốt. Sửu là con giáp sống trong cái tình cảm, nên khi có con ấy, họ nuôi dưỡng chúng bằng cái tình cảm, bằng cái sự nồng ấm và sự hiểu biết tinh thông của mình. Trong 12 con giáp, Sửu là những người mà an nhàn nhất. Con cái không cần dạy dỗ nhiều, vẫn thông minh, lanh lợi, ngoan ngoãn và lớn lên ắt sẽ là những người tài. Vì thế, những người tuổi Sửu đẻ càng nhiều con thì càng có lộc, gia đình càng hòa thuận, vui vẻ và giàu sang. Bố mẹ tuổi Sửu nên sinh con tuổi Tỵ, tuổi Dậu và tuổi Tý. Những đứa trẻ này sẽ luôn đem lại cho bố mẹ nhiều cái điều bất ngờ và may mắn. Thứ ba là những người tuổi Dần thì nên sinh từ hai con trở lên.
Những gia chủ tuổi Dần thì vốn dĩ đã mang trong mình cái vận trời ban. Hơn nữa, với cái bản tính mạnh mẽ và sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn, những gian nan trong cuộc sống. Nên khi có con thì họ sẽ chuyển hết những phúc khí ấy cho chúng. Thật tuyệt vời nếu như mà tuổi Dần sinh từ 2 đến 5 con. Chúng sẽ dần dần gây dựng một gia đình lớn mạnh và viên mãn. Những gia chủ tuổi Dần thì nên sinh con tuổi Hợi hoặc là tuổi Ngọ và tuổi Tuất. Thứ tư là tuổi Mão thì nên sinh 2 con. Tuổi Mão vốn là những người năng động nhưng mà bản tính lại hơi ích kỷ, sống cầu kỳ và xa hoa và ít khi họ chịu nghe những lời khuyên của những người khác. Do đó khi mà sinh một đứa con thì nó vẫn chưa thể áp đảo được cái vía của những người tuổi Mão. Chỉ khi đến đứa con thứ hai thì mọi chuyện mới có sự thay đổi. Và có 2 con thì những người tuổi Mão sẽ tu tâm dưỡng tính và tu chí làm ăn, có trách nhiệm và biết tiết kiệm tiền bạc hơn. Tuổi Mão thì nên sinh con tuổi Mùi hoặc là tuổi Tuất hoặc là tuổi Hợi thì sẽ được cái mối quan hệ mật thiết và hợp với bố mẹ. Thứ năm là những người tuổi Thìn thì nên sinh 3 con. Những người tuổi Thìn thì luôn biết rằng tương lai của mình nó sẽ phụ thuộc nhiều vào cái tác động từ con cái. Vì thế họ luôn chăm sóc con cái chỉn chu từ lúc bé với tình thương và với cái tấm lòng từ bi, mong cho chúng lớn lên được khỏe mạnh, có thể tự do làm những điều mình thích. Người tuổi Thìn thì thích hợp nhất là có 3 con để chúng có anh chị em hòa thuận, bảo ban nhau làm ăn và báo hiếu với cha mẹ. Tuổi Thìn thì nên sinh con tuổi Dậu, tuổi Tý và tuổi Thân. Những tuổi này thì rất hợp với bố mẹ và sẽ đem lại cái nhiều cái niềm vui cho gia đình, cho bố mẹ. Thứ sáu là những người tuổi Tỵ thì nên sinh 1 con. Tuổi Tỵ rất tham vọng, luôn khát khao làm được những điều lớn lao, thậm chí là cả trong chuyện gia đình, chồng con cũng vậy. Họ luôn muốn con mình phải lớn lên phải thông minh, giỏi giang và thành tài để được nở mày nở mặt với mọi người. Chính vì thế mà những người tuổi Tỵ nên sinh 1 con thì mới tập trung nuôi dạy chúng một cách chu đáo được. Bố mẹ tuổi Tỵ thì nên sinh con tuổi Dậu, tuổi Sửu và tuổi Thân thì sẽ được hợp nhất và có được cái tài lộc may mắn. Thứ bảy là những người tuổi Ngọ thì những người tuổi Ngọ nên sinh 2 con. Tuổi Ngọ khi mà trưởng thành thì vẫn còn ham chơi và thích ngao du đây đó mà không chịu ngồi yên một chỗ. Thế nhưng đó chính là cái điểm yếu khiến cho tài vận của những người tuổi Ngọ không được tốt đẹp. Theo tử vi học cho thấy thì những gia chủ tuổi Ngọ mà sinh 2 con trở lên ấy thì sẽ là vật kìm chân của những người tuổi Ngọ lại, giúp cho những người tuổi Ngọ thay đổi cái vận mệnh, chững chạc và kiếm được nhiều tiền hơn. Tuổi Ngọ nên sinh con tuổi Tuất, tuổi Dần và tuổi Mùi thì sẽ được tài lộc và phú quý đến với bố mẹ. Thứ 8 là những người tuổi Mùi thì có thể sinh 4 đến 5 con. Tuổi Mùi chính là cái típ người của gia đình, họ luôn sẵn sàng đầu tư hết cái thời gian, hết tiền bạc để nuôi con mình được khỏe mạnh, được khôn lớn. Những người tuổi Mùi có thể càng nhiều con càng tốt. Từ 4 đến 5 bé thì cái vận mệnh của những người tuổi Mùi sẽ vô cùng tươi sáng. Chúng có nền tảng vững chắc, lớn lên sẽ thành công và mang lại cái hạnh phúc, cái niềm tự hào cho bố mẹ. Những người tuổi Mùi thì nên đẻ con vào cái tuổi Ngọ, tuổi Mã, tuổi Hợi hoặc tuổi Mão thì sẽ được tài lộc như ý và hanh thông thuận lợi. Thứ 9 là những người tuổi Thân thì nên sinh 2 con. Ở tuổi Thân vốn rất tự tin, vui vẻ và biết cái vị trí của mình ở đâu. Tuy nhiên cái thời trẻ những người tuổi Thân phải đối mặt với nhiều cái khó khăn. Phải đến khi kết hôn, sinh con thì cái vận mệnh của họ mới có cái bước đột phá và có nhiều thay đổi. Khi mà có 1 con ấy, thì cuộc đời của những người tuổi Thân cũng khá hơn một chút, tiền kiếm được nhiều hơn. Nhưng khi mà sinh từ 2 con trở lên thì đứa con thứ hai ấy sẽ mang lại cái tài lộc và cái vận may nó sẽ tự tìm đến với những người tuổi Thân, khiến cho họ cảm thấy choáng ngợp. Những người tuổi Thân thì nên sinh con tuổi Tý, tuổi Thìn hoặc là tuổi Tỵ thì sẽ được may mắn và tài lộc nhiều hơn. Đó. Thứ 10 là tuổi Dậu nên sinh 3 con. Thì những người tuổi Dậu có thiên hướng về gia đình, họ thích bỏ qua những cái tất bật bên ngoài xã hội để dành trọn cái thời gian để nuôi dạy con cái. Những người tuổi Dậu sinh 3 con thì sẽ rất tốt, gia đình thì ấm êm, thu hút lộc lá, con cái của những người tuổi Dậu cũng sẽ có phẩm chất tốt, lớn lên là những người tài giỏi và hiếu thảo với cha mẹ. Ở những người tuổi Dậu thì nên sinh con tuổi Thìn, tuổi Tỵ và tuổi Sửu thì sẽ được phúc lộc ngập tràn, tài lộc như ý. 11 tuổi Tuất thì nên sinh 1 con. Ở trong 12 con giáp thì tuổi Tuất là những người hiền lành, mẫu mực, có ước mơ và sẵn sàng làm mọi việc để đạt được cái thành công trong sự nghiệp. Nhưng có lẽ là quá ham công việc nên là họ ít có thời gian dành cho gia đình. Do vậy, những người tuổi Tuất chỉ nên sinh 1 con thì mới tốt. Khi đó, đứa trẻ được hưởng đầy đủ tình yêu thương của những gia chủ tuổi Tuất mà lớn lên. Những tuổi Tuất sinh con rất hợp với tuổi Mão, tuổi Ngọ và tuổi Dần. Khi mà sinh con 3 tuổi này thì sẽ mang lại cái phúc lộc ngập tràn và gia đình thêm được ấm êm hạnh phúc. 12 là tuổi Hợi thì nên sinh 4 con. Hợi là một trong những con giáp sinh ra đã gặp nhiều cái may mắn, làm gì thì cũng được hanh thông thuận lợi, tốt đẹp. Nên tất nhiên những đứa con của những người tuổi Hợi cũng sẽ được hưởng cái phúc khí
và cái cuộc đời sung sướng giàu sang, và khi lớn lên cũng sẽ dễ dàng hơn bất kỳ những con giáp nào. Theo đó, những gia chủ tuổi Hợi sinh 4 con là đẹp nhất, nhà cửa đông vui, ngập tràn những tiếng cười và hạnh phúc. Những người tuổi Hợi thì nên sinh con tuổi Dần, tuổi Mão và những tuổi Mùi thì sẽ được tài lộc như ý, công việc hanh thông thuận lợi đó. Quý vị thân mến, làm bậc cha mẹ thì ai cũng mong muốn những đứa con mà mình sinh ra luôn khỏe mạnh, hạnh phúc, thành công và tài giỏi. Sinh con hợp tuổi hợp mệnh là rất tốt, nhưng cái phương pháp, cái phương hướng giáo dục con cái đúng đắn và tích cực cũng là một trong những điều tiên quyết để có được đứa trẻ trở thành con người bản lĩnh và thành công trong cuộc sống. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.